Mẫu này sử dụng bộ máy Miyota, máy là máy pin, mặt kính là sapphire nguyên khối và đây là size 42, rất là dễ đeo. Ở chỗ xem lịch có một cái giọt nước giúp cho nó phóng đại cái số của lịch to hơn, mình dễ nhìn hơn. Cái chất liệu mạ này á, là thép 316L, chất liệu này là cao cấp nhất nha, chất liệu mạ cao cấp. Cái chất liệu này nó không có thể dễ nào mà để lại cái vết xước dâm trên cái đồng hồ của chúng ta. Khi mà mang những cái chất liệu bình thường á, thì nó sẽ để lại cái vết xước dâm trên đây. Còn cái chất liệu này thì nó rất là khó để lại vết xước dâm. Và mặt kính sapphire nguyên khối này rất khó chạy, rất là dày nha. Con đồng hồ này chống nước 50m, một con đồng hồ công sở mà chống nước rất là cao. Khi mua con đồng hồ này á, thì anh em sẽ được thay kính một lần miễn phí trong thời gian bảo hành 5 năm và sẽ được tặng một cái bóp giống như hình. Mọi hình ảnh chi tiết của nó thì mình cũng đã đeo thử và đã chụp cho anh em rồi, các bạn cứ nghiên cứu. Đây là sản phẩm SR Watch chính hãng phân phối tại Việt Nam. Mình chỉ làm ví dụ một cái video này cho các bạn thôi. Đây là size 40, rất là dễ đeo, các bạn yên tâm nha. Đó, có thể kết hợp với nhẫn bạch kim rất là hợp này. Màu xanh này thì nó sẽ tạo cho mình một cảm giác trẻ trung. Mẫu này thì có rất là nhiều màu. Màu trắng dành cho những các bạn da ngâm này mà thích mặt trắng. Đây là mặt xà cừ nha, cái mã này là mặt xà cừ. Còn đây là màu vàng hồng demi, rất là trẻ nè, phù hợp với mọi lứa tuổi. Còn các bác trung niên hoặc là bác lớn tuổi thì chọn màu vàng này. Cái dây này á, thì nó tạo cái điểm nhấn này, nó rễ nhìn từ xa thì nó rõ ràng hơn. Rất thích là dây này. Theo cá nhân mình bán hàng lâu năm thì mình sẽ rất thích cái dây này. Không biết chọn màu nào á, thì cứ chọn màu này cho mình là chắc ăn nhất nha.